Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay Chiến Thắng đi dự cái khai trương cửa hàng mới của học viên. Đó là anh Nhiên Béo đến từ Cẩm Giang, Hải Dương. Đấy, tất cả những học viên của Chiến Thắng đều chọn những con đường mà hai luồng xe đi đối lưu. Và vì sao mà Chiến Thắng lại tư vấn cho anh Nhiên là chọn đối diện cây xăng, đúng không quý vị và các bạn? Nếu như ai tinh ý sẽ nhận ra là rất nhiều người đổ xăng và người ta sẽ thấy được cái sản phẩm của mình, và hay mắt là người ta sẽ lao vào mua. Và hôm nay là ngày khai trương thứ hai của tiệm vay của anh Nhiên Béo ở Cẩm Giang, Hải Dương, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương. Và trước mắt quý vị các bạn là cửa hàng của anh Nhiên Béo, học viên thứ 3099 của Chiến Thắng. Con đường đẹp không? Rồi, Chiến Thắng đang quay rất chậm thôi anh em xem. Và khu vực này thì nói với đây thì tiện đây mọi người cứ bảo là không biết anh Chiến Thắng là ai mà không bao quay mặt. Thì đây, hôm nay tôi sẽ quay cho anh em xem rồi. Xin chào mọi người, tôi là Chiến Thắng. Mình thì cũng nói với quý vị các bạn, mình cũng chỉ là một thanh niên trẻ thôi nhá. Thì tiếp theo thì mình sẽ sang đấy, người đang mặc áo trắng trước cái lò quay là anh Nhiên. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ sang bên cái đường để xem cái thành phẩm của anh Nhiên sau quá trình học nghề 5 ngày tại cơ sở của Chiến Thắng thì sẽ ra sao. Thì thực tế mà nói thì nói với quý vị và các bạn này, ai muốn ở cơ sở của Chiến Thắng bao lâu cũng được để cho thành đạo hành nghề. Nhưng mà bởi vì là cái dịp này nó cận Tết rồi nên anh Nhiên muốn về để gọi là có thêm, kiếm thêm một chút thu nhập. Cái đợt Tết các công ty sẽ liên hoan tất niên và các gia đình làng nghề các kiểu thì người ta sẽ liên hoan tất niên nhiều để bắt chọn cái Tết. Và dần dần thì nói chung là mỗi người cũng khoảng 8 đến 10 ngày thì sẽ thành thạo, và anh Nhiên mới học 5 ngày thì nó đôi khi nó cũng sẽ có một chút sơ suất và hơi lứt một tí nhưng da vẫn còn tan anh em ạ. Đây, bây giờ tôi sẽ cho anh em xem này. Đường đông quá. Mọi chi tiết nha anh em ạ, để cái video này của tôi mãi mãi là bản quyền này. Tôi nhấn mạnh lại với tất cả anh em này, tôi không hề chỉnh sửa video, cũng chưa bao chỉnh sửa video, mặc dù là tôi thừa am hiểu những cái công cụ đấy. Video của tôi toàn quay mộc mạc thôi. Đây, được chưa anh em? Có hơi lướt một tí thôi. Đấy, thế thời buổi này thì anh em cứ yên tâm là làm nghề quay lợn nó rất là nhàn, nó có motor rồi. Khi mà nó trắng trắng cái phần ngực kìa, gạt cho một cục than vào. Đúng điểm đấy luôn. Xong cào, khi nó lên bầu phần kia rồi cào hết than đi. Giòn tan chưa anh em? Thừa than đấy, cái này vẫn là thừa than. À, để một ý để cho lên nó vào cái ngực. Đây, để cho anh em xem này. Đấy, như là khổ rất dầu mấy đúng không? Vàng ươm giòn tan luôn. Ngon ghê. Chỉ có chỗ nào có tay chất nhầy
Anh em nhớ nhấn subscribe, nhấn đăng ký kênh cho Chiến Thắng để Chiến Thắng có thêm một cái động lực để tiếp tục quay video cho anh em xem. Nói tất cả anh em ở trên mỗi video thì Chiến Thắng có chia sẻ một chút kinh nghiệm với cái nghề quay lợn. Nếu ai tích cóp, ai mà chịu khó xem thì cũng có thể biết được cái nghề mà không cần phải đến học trực tiếp. Nên mọi người chú ý là nhấn đăng ký đi xem hết các video nha. Đấy, ngon chưa? Ngon chưa? Đấy, con lợn này với con lợn này thì anh em bảo con nào ngon hơn? Anh em bảo con nào ngon hơn? Con này mang là canh. Cái clip hôm nay thì xin được tạm dừng tại đây. Thì mọi người thấy hay, thấy ngon, thấy thích thì vui lòng chia sẻ lên trang cá nhân trên fanpage của mình để mọi người biết đến cái ẩm thực xứ Lạng có tuyệt vời như nào. Xin chân thành cảm ơn mọi người. Chúc mọi người có một ngày làm việc sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.